Xe. À có đi thử không? Xem nó có kẹt không? Bỏ ra đi thử luôn. Đó giờ là có bảo hành sao? Không. À. Con màu đỏ. Con màu đỏ? Màu đỏ là màu gì? Con xem trong kia kìa. Màu đấy á? Màu của gia bảo á? Ừ, hình như hết rồi sao? Con thử đi, con đặt bảo bác Hàn đặt cho xem nào. Hả? Màu nào nó cũng thế thôi, con bỏ ra là biết mà. Đấy, 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 kéo, kéo, ok, kéo. Đây. Đây. Kéo ra. Ra đi, bỏ ra cho cái. Xem có lỗi không, Linh ơi, đi cho tao xem có lỗi không. Bỏ, bỏ hắn ra, bỏ hắn ra. Ôi, ôi, đấy, đấy, đã phá sáng kìa. Ui. Rách, rách của người ta đi. Kìa, ấy cẩn thận vào. Thử đi. Con, ở chơi đâu, chơi đâu, chơi đâu. À, chơi đâu, chơi thử. Không, không bỏ được chỗ đâu. Chơi đi. Đấy. Chơi đi. Đấy. Ui, ôi, kéo, ôi, ôi. Hai đằng này theo nữa, bám bằng sau ô tô đi về. Hả? Tẹo. Ra bảo kìa, hả? Màu xanh, màu đen sạch rồi. Màu đen bẩn chị ạ. Màu xanh đấy, màu xanh là đẹp. Màu vàng xấu. Nếu mà đạo hoa có gì? Cái màu đấy nó gắn, lo gắn liền với cả tên tuổi còn có gì ở đúng không? Con lấy màu gì? Con lấy lại màu xanh rồi. Màu này bẩn. Màu này bẩn con ạ. Màu xanh kia là đẹp nhất. Màu xanh nước biển đấy, lam tính là đẹp nhất. Thực ra ok các bạn ơi, vậy là bạn Gossi của chúng ta sau thời gian băn khoăn thì đã quyết định chọn màu xanh dương. Đấy, đi. Đi đi con này. Đấy, bảo bảo hết. Trong có. Nhưng mà có một cái giống như thế nhưng mà nó bị dính màu khác vào thế này em ấy vào đổi khác. Cuối cùng lấy luôn hàng trưng bày. Mẫu là chuẩn nhất. Đúng rồi, người đẹp nhất người ta mới hàng bày mẫu đúng không? Đấy, bác Hà, bác Hà. Bác Hà tư vấn thì miễn sai rồi. Hả? Ôi, được rồi, được rồi, được rồi. Được rồi. Các bạn thấy không, bạn Gossi đấy, bây giờ bác Hà đi mua cho bà một cái xe đạp điện mà bác Hà bác ấy rất là cẩn thận luôn đấy. Ở trong đằng sau em để anh xong. Vâng. Đấy bây giờ lại quay lại cửa hàng đúng ban đầu luôn, chỗ người quen luôn. Đấy và chúng ta sẽ bà ấy xem chốt giá và chốt xe các bạn nha. Đi thôi, này kêu ôm cả đi à? Ôm đi dạo vào đi, người ta tưởng là của người ta ấy, không dạo người ta không cho mang ra đâu. Mang ra đi, đứng ngoài này thôi, không được vào. Ôi trời. Ra bảo bác nó đùa ấy, vào đi đi con. Không phải là vào ôm vào thoải mái. Mình có camera thì sợ gì. Đây rồi. Giờ có cả mũ kìa, có cả mũ kìa, có cả. Ô. Bây giờ cho hẳn con này ra ngoài này để xem thế nào. Cho hẳn ra đi đấy nào mình xem. Và máu mua xe quá sao giúp chú ấy cho xe ra. Rồi ra rồi, ra rồi. Bây giờ thôi con xì sướng nha. Khoa. À, hôm nào cho con xin ngồi ở trong kia. Ờ. Đấy người ngồi trên, người ngồi dưới này nữa. À. Ờ, cho chó. Ở trên này chị. Xem nào. Trung Quốc phổ thông quá. Anh ấy, anh hướng dẫn sử dụng với cả các cách chức năng các thứ để cái này nó phải có bình ắc quy thì nó mới có chức năng. Mình hiển thị chức năng thì bật khóa điện lên xe máy, bật khóa điện lắp bình ắc quy, bật khóa điện lên nó không nhìn được cái đồng hồ, không không nhìn được cái gì được. Đây là cái gì? Đây cái bình. À bình đây à? Đây bình bé. Đúng rồi, với cái xe đen trông nó nền 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 màu hơn ấy. Nói chung là nhiều khi là cái hàng vận chuyển nó từ anh chị không phải là thú thật, anh chị thông cảm. Xe này ở Việt Nam mình không sản xuất, xe là xe nhập khẩu. Khi vận chuyển về mà bảo rằng nó đóng trong cả một ba lét ấy, nó hơi một tí thì đây này thì sức hơn nhiều đấy, mất sơn. Anh đây đúng rồi, anh là đàn ông, anh em mình nói đàn ông bắt mình hiểu ngay nữa. Cả một cái này là Việt Nam, cái này nhập khẩu bao nhiêu phần trăm? 100% đóng trong mấy. À có nghĩa là cả một xe này nhập nguyên chiếc luôn gì? Rồi. Nó lắp em về em chỉ lắp mỗi một cái bánh này mới lắp gì đâu phải vào không làm gì. Tiền ngon không? Gật đầu. Ra bảo khổ thế nhở, để xe anh kia thích quá ôm mãi thế giờ. Mua được cái xe. Ra bảo ăn ké, để con si mua ăn ké được cái. Không bình thường à, còn lâu đòi mẹ mua cho đúng không? Đợi mùa xuân sang năm đúng không?
Cô thấy không? Cô thấy không? Ngô Si ơi, cô Si. Ngô Si thấy bố dễ tính không? Ngô Si thấy bố dễ tính không? Đề xuất cái mỗi ngày đúng không? Tẹo nữa còn đề xuất gì để mua tiếp? Ấy, nó nói gì đấy? Nó nói gì? Ô thế thì phải bảo có người dịch chứ nhỉ? Thế nào là nồi? Có công tác à, ở công tác gì? Đó, đâu? Để đâu? Bên trái này. Anh ấn nồi. Là đi nồi. À, ok. Đấy, đấy, tức là bên đúng. Trái là lùi, bên phải. Bên phải là tiến. À, bên phải. Bên phải là lùi, bên trái là tiến. Tức là bên tay phải nó sẽ là lùi. Bên phải lùi, bên trái là tiến. Thế còn cái này là cái gì? Cái này là tốc độ nhanh chậm. Tốc độ chậm chậm nhất là như nào? Chậm nhất đây. À. Anh càng gạt về trước, sau thì càng nhanh. Ok. Nó có tận 3 lớp cơ. Giống số ở 3 số à? Đi anh chậm à? Vâng, đi anh chậm. Đây hoa ra đây cho. Hoa kìa, ra kìa. Đây chị bảo. Có còi. Đi về em bảo mẹ ăn nhé. Trái này rồi, còn chi lùi này. Đây là lùi. Tiến như tiến xe trẻ con đây. Đây là tiến. Còn chi lùi nó lên tiến này. Tiến thì cứ phải đi thôi, hiểu? À nhưng mà bấm nút này là nó cứ kêu thế à? Đến nuôi. Anh lùi nó mới kêu. À nuôi nó sẽ. À đấy cái chú ý đúng không? À đấy thông minh phải gì? Ok. Bên chị ngồi đây, chị hạ ngồi đây thử thôi. Chị hạ thử. Ok. Rồi. Khi lùi là có cảnh báo. Nhưng mà nghe cái tiếng nó buồn cười quá. Đây, chúng ta sẽ ăn nuôi thứ nào. Nào. Đấy, chị ăn như này. Đấy là chậm nhất. Có báo nha. Đấy, nuôi ấy. Đấy. À, biết rồi. Hoa nghe nói gì không? Nó bảo tránh đường ra, xe đang lùi. Đi là không cần phải nói. Đi là không nói. Đi nói đích tai lắm. Cái này mới nhất, tại vì mình chưa quen cái ba bánh. À. Đấy, mới là mình phải tập đi nhiều một chút. Để cho quen cái này thì nó không được. Đấy đúng rồi. Chính xác, mình vào cua phải mở rộng ra một chút. Chính xác, nó có độ bóng. Đó. Thế thực ra là mình đi một hai buổi là quen rồi chị. Cái này không phải tay phanh đúng không? Không nếu, có thể tay phanh chị. Nếu mà toàn phanh tay không thì nó có dừng được xe không? Cái này mình có thể dùng phanh tay bên chân. Cái này chị hôm dùng qua cả. Em hỏi là đây. Không xe thì cái này họ bảo là muốn tay cái này là để khóa. Không. Chế độ gì đấy? Ví dụ. Không tay phanh như thế này thôi. Vâng. Ví dụ nhá. Như là chị lùi chẳng hạn, đúng không? Hoặc là chị chốt cho em xuống cái này. Đấy. À, là chốt ở trên dốc là chốt, đấy là khóa này chỉ bóp một cái chứ. Tức là nó sẽ không ra được, nhưng mà nó bóp nhỉ? Rồi. Nó như phanh chết. Bóp đây là bên trái bóp này, bóp đi. Xong là nó sẽ thay cái tức là bây giờ đang lùi, mà dừng đang dốc, đang lùi dừng dốc. Đây nó thành cái phanh tay ô tô. Chính xác như phanh tay ô tô, chuẩn cho chị ạ. Cho nên mình sao nó lùi dốc gì? Sao nó bị thụt dốc? Tắt đèn đi chị ạ, tắt đèn cho nó. Đó rồi, trên. Ném bao rồi đó, đấy kìa. Được rồi. Bắt rồi. Bắt rồi. Đấy, với tay. Còn cái viên đấy nó chỉ là để báo. Đúng rồi. À. Đấy là sinh nhan. Vườn vườn. Cứ yên tâm. Cái này em thấy nó nhiều quá. Cái này. Đây không. Em lấy ca này em đánh cho chị 30 giây là xong. Đây. Chà, trải nghiệm thử xem nào. Đi xe này cũng thấy cũng trông ai vậy đấy mà mặc váy sang trọng ấy. Đi xe ba bánh thì nó hơi khó hơn đi xe ấy. Nhưng mà đi dần nó quen. Tẹo về cho con Si đi. Đấy, nổi ấy, ra bảo tránh ra rồi chết chưa? Ra bảo nó bảo tránh ra kìa. Anh yeah. Nhưng mà nút nùi cái người ta chú ý lắm nhỉ. Này là thôi mà khá ơi. Nhưng khi để chế độ lùi này mà muốn lùi mà à đang để chế độ lùi không kêu này đặc biệt. Đúng rồi. Đúng không? Rồi nó kêu như này nó cảnh báo là đang ở chế độ lùi. Đúng rồi, chị đỡ nghe là đỡ một cười. Đúng rồi, nó phải cảnh báo. Bởi vì cái đang để ra là lùi chả biết thế nào nữa.
chế độ lùi. Cái dây nó giống như ô tô, kiểu ô tô chỉ có không biết là lùi là cái chế độ lùi trên tiến. Không biết là lùi thì cứ ga lên là. Đúng rồi, đúng rồi. Nói chung là nó cũng có cái cảnh báo thế. Để người ta chú ý là một hai nữa là không biết là đang lùi. Xe đang lùi, tránh ra đi. Xe đang lùi tránh ra đi đó. Bonsi.